nem cháo rất là đơn giản. Cái nồi nước là quá ngọt rồi, hơn nữa là bí và đậu xanh nhìn rất là ngon. Thành phẩm là bí phải còn nguyên miếng và thật là mềm nha các bạn. Đậu xanh cũng rất là nhuyễn, cái nồi cháo rất là ngon đây. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Thủy. Hôm nay Thủy chia sẻ đến các bạn, Thủy nấu một món cháo rất là bổ dưỡng, đó là cháo gà đậu xanh bí đỏ, bí rợ đó các bạn. Và cái con gà dai rất là dai Thủy đã luộc sẵn trong bếp. Hơn nữa là con gà lát hồi Thủy đem ra trộn gỏi nha các bạn. Có một món kèm là món gỏi. Mời các bạn cùng theo dõi video của Thủy ha. Thủy vớt con gà ra nha các bạn. Con gà này rất là dai, Thủy phải luộc trước. Nhìn thấy ngon ha. Và cái nước luộc gà này Thủy sẽ nấu cháo nha các bạn. Con gà dai này lát hồi Thủy xé cái nạc ra để Thủy trộn gỏi, còn cái xương để vô nấu cháo. Ở đây Thủy đã chuẩn bị một ít bí rợ nè, đậu xanh và một ít gạo. Đậu xanh Thủy đã ngâm hơi lâu rồi, cho đậu xanh mềm. Bây giờ Thủy cắt bí ra nha. Thủy cắt miếng bí vuông vuông cỡ này. Bí đó thổi thổi Thủy không có cho bí nát. Khi mình nấu bí mềm mà còn nguyên ha. Bí này ngon lắm, bí này nó dẻo mà nó bùi lắm các bạn. Các bạn nào chưa nấu cháo, nghe cháo bí đậu xanh ra giống món cho em bé vậy, nhưng ăn rất là ngon, rất là bổ dưỡng các bạn, ăn đẹp da nữa. Thời tiết mùa này ấm ấm rồi, ăn cái món này rất là thích hợp. Bí này Thủy rửa rồi Thủy mới cắt nha, sạch rồi. Bí Thủy để vỏ nha các bạn, cái vỏ nấu sau khi nấu nó sáp rất là ngon nè các bạn. Cái vỏ bí này Thủy để, Thủy gọt sơ mấy cái chỗ hư hư thôi, còn Thủy để nhìn cũng đẹp nữa. Bây giờ Thủy đem vo đậu xanh với gạo nha các bạn. Hôm nay Thủy dùng gạo cỡ một nắm thôi, không có dùng nhiều. Và đậu xanh này Thủy đã ngâm lâu rồi, Thủy sẽ vo cho sạch thôi. Còn Thủy để lại cái phần vỏ, Thủy lấy vỏ luôn ăn cho bổ ha. Và trước khi Thủy để bí và đậu xanh vô, Thủy vớt hết bọt ha. Vớt vớt cái mỡ này, vớt cái phần mạch đi, ăn nước được trong nữa này. Và Thủy cũng vớt luôn mấy cái củ hành này ra luôn nha các bạn. Khi Thủy luộc gà để vô cho gà được thơm á, để nhiều củ hành này. Các bạn ơi, đậu xanh này Thủy vo cái nào rớt vỏ thì rớt, còn phần nào chưa rớt Thủy cũng để luôn ha. Thủy thích để lại cái phần vỏ đậu xanh. À, lửa vừa. Và phần bí Thủy cũng để vô luôn. Đậu xanh thì ngâm rồi, cũng chín một lượt với bí. Thủy để vô luôn. Mình cho lửa vừa ha các bạn. Nấu cho đến khi đậu xanh và bí chín, cả gạo nữa. Gạo ở đây là Thủy cũng ngâm sơ qua, Thủy không có thích gạo nát nghiền như em bé ăn, cho nên ba cái loại này mình canh sao mà nó chín mềm chứ mà không có nát ha. Giờ tiếp tục Thủy nấu. Các bạn ơi, nồi cháo gà đang nấu trên bếp, Thủy tranh thủ ra xé gà để trộn gỏi. Và rau trộn gỏi hôm nay là Thủy dùng bếp xấu. Bếp xấu thì Thủy cắt ra để một bên, còn cái phần rau bên đây á là Thủy ngâm muối, giấm và vắt cho thiệt là ráo nha các bạn, để gỏi của mình khỏi bị ướt. Rau này Thủy vắt cho ráo này. Thủy mang bao tay xé gà. Nha các bạn, con gà mình trước tiên là mình xé làm hai trước. Và thịt thì hay xé dọc á. Thịt gà thì mình xé dọc hay là các bạn cũng xé ra chừng miếng rồi cũng được. Gỡ thịt ra để xương qua một bên này. Con gà này dai, Thủy thích ăn cái loại gà dai nho nhỏ các bạn. Gà này để mua về nấu nước lèo, mà mình lựa con nào lớn lớn cũng nấu cháo được ha. Các bạn coi thịt trắng phếu à. Nếu các bạn nào thích ăn da thì mình để ha, còn các bạn nào không thích ăn da thì lột ra bỏ. Đây cũng là một phần mỡ mập á, đặc biệt con gà dai này là cái đùi nó hơi bị thịt hơi bị đen, cái mà rất là dai ngon các bạn. Thấy thì Thủy để mấy cái phần mỡ này bỏ rác. Gà Thủy xé xong rồi, phần thịt để trộn gỏi, còn phần xương Thủy để vô nồi cháo nấu cho nước lèo nó ngọt nha các bạn. Ok, Thủy để phần xương vào. Nấu cho ngọt nước nha.
Nước qua trong gỏi. Thúy nặn nước chanh để làm nước mắm pha trong gỏi nha các bạn. Đây là cách nhà cô Thủy làm. Nếu các bạn thấy thích thì cũng tham khảo theo cách của Thủy ha. Thúy để vô một muỗng đường nha các bạn. Một muỗng lấp lấp này. Thúy đổ vô đây 2 phần 3 muỗng nước mắm. Thúy có ớt tỏi hơi nhiều nè. Ớt thì không nhiều mà tỏi nhiều. Có tỏi thì nó cái vị giác nó thơm, nó ngon, nó kích thích vị giác hơn các bạn. Liều lượng cũng xê dịch được ha các bạn. Nếu mà sau khi trộn rồi thấy hơi lạc một chút mà thêm chút mắm vô mà ngọt một chút thì nặng chút chanh. Rau răm Thủy cắt làm 3 làm 4 thôi nha các bạn, không có dụng quá. Để khi mình gắt ăn thì cái cọng mình còn đụng cái lá rau răm nhai nó ngon. Trộn đều lên nha các bạn. Gỏi của Thủy cũng rất khô nè, không có nước nhiều đâu. Và cái phần rau này cũng nhớ vắt cho khô nha các bạn. Các bạn coi không có nước nè. Để cho rau mình được ráo ha. Gỏi của mình được ráo. Dậm lên. Trong này Thủy cũng để miếng muối, miếng giấm. Rất là thơm. Nhìn hấp dẫn quá. Tới giờ ăn rồi Thủy cũng để rau răm vô gỏi ha. Khi nào mình ăn mình mới để rau răm vô các bạn. Trộn nhẹ tay ha, không cho rau răm bị dập đâu. Wow, thơm dễ sợ. Bên bên còn bên thì để bánh tráng. Nhìn ngon quá, thèm quá. Các bạn coi có ít xíu nước à. Gỏi này thì trộn. Để làm khô lắm, không có nước nhiều đâu. À, nhìn hấp dẫn ha. Đó. Để trang trí một xíu. Và bên đây bánh tráng. Quê của Thủy ăn gỏi với bánh tráng chứ không ăn với bánh phồng tôm các bạn. Bánh tráng này bị bể nè, đem đi máy bay. Đây là dưa gỏi của Thủy đã xong. Các bạn ơi, bây giờ Thủy nêm vô một muỗng bột nêm gà nữa. Hồi sớm Thủy luộc gà, Thủy đã để một muỗng bột nêm rồi, một muỗng muối, một muỗng đường, một muỗng bột nêm. Bây giờ Thủy thêm một muỗng bột nêm nữa thôi. Thủy nêm sơ thôi, nêm nhẹ và một ít nước mắm. Các bạn cũng nêm lại gia vị cho vừa ăn nhà mình ha. Thủy nêm cháo rất là đơn giản. Cái nồi nước là quá ngọt rồi. Hơn nữa là bí và đậu xanh. Nhìn rất là ngon. Thành phẩm là bí phải còn nguyên miếng và thật là mềm nha các bạn. Đậu xanh cũng rất là nhuyễn. Cái nồi cháo rất là ngon đây. Để hành ngò lên các bạn. Tiêu. Và cuối cùng là Thủy để hành phi lên. Hành phi Thủy được một nhà tài trợ cho Thủy này. Chị xem YouTube của Thủy cho Thủy, tặng cho Thủy, biết Thủy thích nấu ăn đó các bạn. Các bạn ơi, đây là món cháo bổ dưỡng Thủy nấu gà dai với lại bí đỏ và đậu xanh. Thành phẩm phải còn nguyên miếng, bí còn nguyên miếng mà các bạn. Không được nát ha. Và đậu xanh cũng vậy. Các bạn nhìn thấy ngon không nè. Và bên đây đi kèm là món gỏi với bánh tráng Bình Định. Mời các bạn cùng ăn chung ha. Các bạn thấy có ngon không nè. Anh xã mình lén lấy một miếng bên đây. Các bạn thấy lõm vô nè. Giờ Thủy mời các bạn ăn. Thủy ăn thử miếng ha. Mời các bạn cùng ăn chung. Ở đây Thủy có nước chan nước mắm nguyên chất, ăn kiểu Bình Định nè các bạn, không có làm đường hay cái gì trong đây, chỉ mắm và ớt thôi. Gỏi gà dai rất là ngon.
Khi để chanh chua chua, nước mắm nguyên chất và một ít đường thôi, không có ngọt quá. Rồi rau răm rất là nhiều. Và lâu lâu mình ăn chúng một cái miếng hành ngọt, nó rất là ngon, thủy ngâm giấm đường á, muối giấm đường và ớt xanh nữa là ăn giòn giòn ngon các bạn. Chua chua với mắm nước cũng ngon nữa. Nói chung là rất là ngon, hương vị bình định. Và ăn kèm với bánh tráng cũng ngon nữa. Món gỏi rất là vừa ăn các bạn. Gà trong khi thủy luộc thì cũng để một muỗng bột nêm, một muỗng muối và một muỗng đường rồi. Nó thấm gia vị nên khi mà trộn gỏi thì bỏ ít gia vị lắm. Mà đặc biệt ở đây là thủy dùng củ tỏi. Cái ngày nào mình nghỉ mình được ăn củ tỏi ha. Cái món gỏi mà có tỏi vô là nó rất là kích thích vị giác. Ăn rất là ngon các bạn. Thủy đi tiệc nhiều lần mà họ không có để gỏi vô là khác hẳn với món gỏi thủy làm ở nhà ha. Cộng với một mớ nước chanh nữa, vắt vô nó chua. Các bạn tưởng tượng nó ngon ha. Và rau răm cũng nhiều. Thấy cháo bí của Thủy là thành phẩm. Bí còn nguyên miếng nè các bạn, mà rất là mềm. Món cháo này già, trẻ em, lớn nhỏ gì ăn cũng được. Ai mà làm biếng ăn rau là nên nấu cái món cháo này cho họ ăn nè. Các bạn coi thành phẩm là bí phải còn nguyên miếng ha. Thủy không có dầm nát đâu. Đây. Rất là bổ dưỡng, bí nó ngọt lịm, Thủy dùng nửa trái bí rợ các bạn với lại gần một chén đậu xanh. Và đậu xanh mình muốn nấu nó còn nguyên hạt nó mềm thì phải ngâm cho lâu lâu, Thủy ngâm chắc cũng nửa buổi. Thơm bí, các bạn nấu thử bí đi, rất là ngon. Tình cờ lâu lắm rồi Thủy dư một miếng bí và cái nước cháo gà còn, Thủy nói là bây giờ hết cơm cũng không để ra được. Cái Thủy cắt bí để vô, tình cờ Thủy nấu bí nó ngon. Ngon đặc biệt luôn. Vừa ăn ăn lắm các bạn. Nếu các bạn yêu thích cái video Thủy nấu cháo và gỏi gà, các bạn hãy ủng hộ mình ha. Cho mình một like, comment cũng như đăng ký kênh ủng hộ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Thủy xin chào, tạm biệt.